Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, quân đội Israel đã tiến hành một loạt đợt không kích dữ dội vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban, gây ra những đám cháy lớn, ngăn cản các đội phòng vệ dân sự tiếp cận khu vực. Cùng thời điểm, một nguồn tin thân cận với Hezbollah ghi nhận, Israel đã tiến hành 11 đợt không kích liên tiếp vào thành trì phía nam Beirut của lực lượng này. Báo New York Times của Mỹ trích dẫn lời ba quan chức Israel giấu tên tiết lộ. Các vụ oanh tạc mới này của Israel nhắm mục tiêu vào một cuộc họp của các lãnh đạo nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah ở Liban. Các nguồn tin nói, vào thời điểm đó, ông Hashem Safieddin, anh em họ và cũng là một trong những nhân vật tiềm năng, kế nhiệm ông Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah đã bị hạ sát trong một cuộc không kích của lực lượng phòng vệ Israel IDF ở Beirut đang ở trong một hầm ngầm tại Dahiye cùng các quan chức hàng đầu khác của nhóm. Hiện không rõ liệu ông Safi Eddin có thiệt mạng trong cuộc tập kích này hay không. Các cuộc không kích của Israel diễn ra khi Bộ Y tế Liban cho biết hơn 2.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp cả nước. Trong khi đó tại bờ Tây, lực lượng Hamas cho biết chỉ huy của họ ở Tunkarem nằm trong số những người thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay phản lực của Israel vào trạng tị nạn bờ Tây bị chiếm đóng, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng. Trang tin Ynet đưa tin, đêm mùng 3 tháng 10, các máy bay của không quân Israel đã thả tổng cộng 73 tấn bom xuống một bom ke ở khu vực Dahiye, ngoại ô thủ đô Beirut, được xác định là Bộ Tư lệnh Tình báo chính của Hezbollah. Ông Hashem Safieddin, người được sắp xếp để trở thành người kế nhiệm ông Hassan Nasrallah, đã có mặt tại khu phức hợp này cùng với các thành viên cấp cao khác của nhóm. Ông Safi Eddin là một trong những người có khả năng kế nhiệm cố thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel. Hiện chưa rõ tình trạng của ông Safi Eddin sau cuộc tấn công của Israel vào trụ sở tình báo của Hezbollah ở Beirut. Tuy nhiên, quân đội Israel tuyên bố đã hạ sát ông Mohammad Rashid Sakafi, người đứng đầu đơn vị truyền thông của Hezbollah trong các cuộc không kích vào phía Nam Beirut vào chiều ngày 3 tháng 10 vùng ngoại ô phía nam của beirut được coi là khu vực trọng điểm do hezbollah kiểm soát khu vực này từ lâu đã là nơi ẩn náu của nhóm thủ lĩnh hezbollah và là căn cứ để lên kế hoạch các hoạt động quân sự các cuộc không kích của israel nhằm vào những mục tiêu như vậy không phải là hiếm nhưng cuộc tấn công hiện tại gây chú ý vì cường độ và quy mô lớn việc israel sử dụng bom phá bong ke cho thấy các mục tiêu của hezbollah nằm sâu dưới lòng đất israel đã nhiều lần cố gắng phá hủy các trung tâm chỉ huy ngầm hoặc khu vực an toàn cho các thủ lĩnh hezbollah trong khi đó, trước khi xảy ra vụ tấn công trên, quân đội Israel đã ra lệnh cho người dân sơ tán khỏi các khu vực xung quanh hai tòa nhà ở vùng ngoại ô phía Nam Beirut và tránh xa ít nhất 500m, cảnh báo rằng Israel sẽ sớm nhắm mục tiêu vào các địa điểm này. Một trong những khu vực sơ tán bao gồm Bệnh viện Sante Terese nằm trong bán kính 500m tính từ một trong những tòa nhà bị nhắm mục tiêu. Về phía Hezbollah, vẫn chưa đưa ra bất cứ thông báo nào về thương vong sau các cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía Nam Beirut. Được biết, Israel đang tăng cường các vụ tấn công nhằm vào các lãnh đạo cấp cao của Hamas và Hezbollah trong bối cảnh Tel Aviv đặt mục tiêu đẩy lùi mối đe dọa từ các lực lượng này, đưa người dân vùng biên giới trở về nhà. Quân đội Israel tuyên bố tấn công vào hàng nghìn mục tiêu của Hezbollah. Các nhà quan sát lưu ý rằng cường độ của các cuộc tấn công này là chưa từng thấy kể từ chiến tranh Liban lần thứ hai vào năm 2006. Theo nhóm giám sát xung đột Air Wars có trụ sở tại Anh, các cuộc ném bom mà Israel tuyên bố nhắm vào các thành trì của lực lượng Hồi giáo Hezbollah tại Liban đã đánh dấu chiến dịch trên không dữ dội nhất thế giới bên ngoài Gaza trong hai thập kỷ qua. Emily Chip, giám đốc Air Wars, cho biết các cuộc không kích của Israel đang diễn ra ở mức độ và cường độ mà các đồng minh của Israel không thể thực hiện trong 20 năm qua. Bà chỉ ra, chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức nhà nước hồi giáo IS tự xưng vào năm 2017. Trong đó, vào thời điểm đỉnh cao của trận chiến giành lại Raqqa, mỗi ngày Liên Minh chỉ triển khai 500 quả đạn. Hay như trong hầu hết cuộc xung đột kéo dài 20 năm của Mỹ ở Afghanistan, Washington đã thực hiện chưa đến 3.000 cuộc không kích mỗi năm, ngoại trừ năm đầu tiên với 6.500 cuộc. Để so sánh, tại Libya, trong hai ngày gần cuối tháng 9, quân đội Israel cho biết họ đã sử dụng 2.000 quả đạn và thực hiện 3.000 cuộc không kích. Nữ giám đốc Airways nhận định khi nói về cả quy mô và tần suất các cuộc không kích của Israel vào Liban rằng điều này không giống như thường lệ. Israel cho biết họ thực hiện các bước để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường, chẳng hạn như gọi điện thoại và gửi tin nhắn văn bản cho cư dân trong các tòa nhà được chỉ định là mục tiêu tấn công. Tuy nhiên, các nhóm nhân quyền như Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết những cảnh báo như vậy không miễn trừ trách nhiệm của Israel theo luật nhân đạo quốc tế trong việc hạn chế thiệt hại cho dân thường. Không chỉ vậy, tuần này, các nhóm điều tra của đài CNN ở Beirut phát hiện ra rằng nhiều cuộc không kích của Israel diễn ra mà không có cảnh báo trước. Israel gửi lệnh sơ tán bằng tin nhắn vào giữa đêm khi hầu hết mọi người đang ngủ. Do đó, số người chết ở Liban tiếp tục tăng với một phần năm dân số di tản. Sau khi xung đột tại Gaza bùng nổ, biên giới phía nam Liban cũng liên tiếp xảy ra giao tranh giữa Hezbollah và Israel. Theo dữ liệu từ Aklet, một tổ chức thu thập dữ liệu về xung đột bạo lực, Israel đã tiến hành gần 9.000 cuộc tấn công vào Liban trong gần một năm, trong khi Hezbollah đã tiến hành 1.500 cuộc tấn công. Israel tiếp tục gia tăng căng thẳng chiến dịch không kích của mình bằng một loạt các cuộc không kích dữ dội trên khắp Liban, đánh dấu ngày đẫm máu nhất đối với Liban kể từ cuộc chiến tranh israel hezbollah năm 2006 và là bước ngoặt trong cuộc xung đột hiện tại trong khi hầu hết các cuộc không kích của Israel trong năm qua đều nhắm vào miền nam Liban. Israel cũng đã tăng cường các cuộc tấn công vào thủ đô Beirut trong những tuần gần đây, với nhiều cuộc không kích ở miền nam Beirut, sàn phẳng các tòa nhà dân cư và các khu vực dân sự đông đúc. Những cuộc không kích đó chủ yếu tập trung ở khu phố Dahiye, phía nam thành phố, một khu dân cư đông đúc và là thành trì của Hezbollah. Nhưng khi chiến dịch xóa sổ Hezbollah của Israel vẫn tiếp diễn, dân thường đang phải trả giá đắt nhất bao gồm 127 trẻ em đã thiệt mạng trong vòng chưa đầy 3 tuần. Hiện tại, Israel đang nhắm mục tiêu vào trung tâm Beirut bằng các cuộc không kích lần đầu tiên sau gần 20 năm. Có tới một phần tư lãnh thổ Liban đang nằm trong lệnh sơ tán của quân đội Israel khi Israel tăng cường chiến dịch trên bộ ở phía nam khi người dân bị đẩy lui khoảng 50 km về phía bắc. Hơn 100 ngôi làng ở miền nam Liban đã được ban hành lệnh sơ tán, làm dấy lên nỗi lo sợ về một chiến dịch trên bộ mở rộng. Trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN Thổ Nhĩ Kỳ cuối tháng 9, cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho biết Iran từng lập một đơn vị để ngăn chặn các hoạt động của cơ quan tình báo Mossad của Israel. Tuy nhiên, đến năm 2021, Iran phát hiện ra rằng lãnh đạo đơn vị đó cùng 20 thành viên khác lại chính là điệp viên của Mossad. Ông Ahmadinejad nói, Israel đã tổ chức các chiến dịch phức tạp bên trong Iran, họ có thể dễ dàng nắm bắt thông tin. Tại Iran, họ vẫn im lặng về chuyện này, người phụ trách đơn vị chống Israel tại Iran lại là một điệp viên của Israel. Vị cựu Tổng thống cũng cho rằng những điệp viên này đã đánh cắp tài liệu về hạt nhân của Iran vào năm 2018 và đứng sau vụ ám sát các nhà khoa học hạt nhân Iran. Bình luận của ông Ahmadinejad được đưa ra sau khi nhiều thủ lĩnh của các lực lượng thân Iran bị ám sát trong thời gian gần đây. Mới nhất, thủ lĩnh tổ chức Hezbollah Hassan Nasrallah thiệt mạng trong vụ không kích của Israel tại khu vực phía nam thủ đô Beirut của Liban hôm 27 tháng 9. Phó chỉ huy vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Abbas Ninforosan cũng thiệt mạng trong vụ không kích. Tờ Le Parisien của Pháp dẫn nguồn tin an à ninh Liban tiết lộ rằng nội gián Iran đã giúp Israel biết được thông tin ông Nasrallah đến sở chỉ huy ngầm của Hezbollah và tiến hành vụ không kích. Trước đó, tờ The New York Times dẫn lời các quan chức quốc phòng Israel cho hay giới lãnh đạo nước này đã biết về nơi ở của ông Nasrallah trong nhiều tháng và quyết định tấn công vào tuần trước bởi họ tin rằng có thời cơ ngắn để ra tay trước khi vị thủ lĩnh biến mất. Giới chức Iran, Israel chưa bình luận về thông tin mà cựu Tổng thống Ahmadinejad đưa ra. Iran nhiều lần tuyên bố ngăn chặn hoạt động của Mossad tại nước này, song nhiều bên bày tỏ hoài nghi tính xác thực. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tháng trước cho biết giới chức bắt 12 người bị nghi làm gián điệp cho Israel và lên kế hoạch tiến hành hoạt động gây bất ổn cho an ninh nước này. Ông Ahmadinejad giữ chức tổng thống Iran năm 2005 đến năm 2013, hiện là thành viên hội đồng cố vấn do lãnh tụ tối cao Ali Khamenei bổ nhiệm. Kế nhiệm ông Ahmadinejad là Hassan Rouhani, người giữ chức tổng thống Iran năm 2013 đến năm 2021. Ali Junesi, cựu bộ trưởng tình báo, từng là cố vấn của cựu tổng thống Rouhani, năm 2022 thừa nhận một sát trong 10 năm qua xâm nhập vào các cơ quan chính phủ Iran nhiều đến mức tất cả quan chức cấp cao đều lo ngại cho tính mạng của họ. Mô sát được thành lập vào tháng 12 năm 1949 là một trong các cơ quan tình báo mạnh nhất của Israel. Ngân sách hàng năm của Mô sát được ước tính là khoảng 2,73 tỷ đô la Mỹ với biên chế khoảng 7.000 nhân viên. Cơ quan này chịu trách nhiệm thu thập thông tin tình báo, triển khai hoạt động bí mật và chống khủng bố, chỉ báo cáo trực tiếp cho Thủ tướng Israel. Trong vụ xâm nhập tháng 1 năm 2018, các đặc vụ mô sát đã chuyển khoảng 100.000 tài liệu gồm bản in và bản điện tử liên quan đến dự án hạt nhân amad của Iran năm 1989 đến năm 2003 về Israel.